Khởi đầu mà con khởi đầu đánh cảm giác oải thế. Nếu mà mạnh nhất thì nó phải là Runan. Mà lắp Runan ở đây đồng nghĩa với việc là các bạn mất cả bùa đỏ và mất cả giáp vai nguyệt thần, mất cả cung xanh luôn. Nghe nó khó. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là nó đúng thôi. Sau đấy các bạn lấy thế vào đấy sai rồi. Vào đấy phải là đôi ấy, đôi cookie cộng với cả siêu sao Garen vệ binh cứu trận này. Không biết cái này đúng hay sai các bạn. Tôi vẫn nghĩ là không sai lắm. Cứ đam này không cần thiết tại vì chiêu trừ 15 năng lượng nhưng mà con Senna này Senna đam tay mà. Nên xạ ngon hơn. Cocky mạnh quá thật. Kiểu rẻ, rẻ gấp đôi so với Senna 2 này. Mà mạnh ngang bằng luôn. Ơi, cố gắng hack tiền đi. Ít nhất hack được 1 đồng thôi. Đúng nhở, ừ 1 đồng thôi. Come on man. Không lại yếu á, cảm giác kiểu quân mình nó khỏe hơn. Dinh thôi, mình có Aphelios thì mình sẽ dùng Aphe mà. Aphelios. Lý do lấy cung là tại vì lúc nào cứ hai cung ấy. Cái gì mình, tất cả các mảnh khác mình chỉ cần một, nhưng mà cung mình cần hai cung. Xe đi chứ còn gì à, xe luôn không quan trọng lắm. Xe này chỉ là xe 3 chỗ thôi các bạn. Đi xe nó phải 5 chỗ, rộng rãi, thoáng mát. Tầm cao máy thoáng thì đi mới đã chứ. Xe cùi thôi, chê. Phải lượt sau lên xe cũng được. Nên mình không cần đến Chu Dam trừ khi có Echo. Những người bạn nho nho. Những người bạn nhỏ này rất mạnh nhưng mà tôi cảm giác là nếu mà đánh AD Flex thì không cần ấy. AD Flex cũng toàn 3-4 tiền. Trả cho 1-2 tiền. Lắp Runa nó giải quyết được ngay lập tức cái áo choàng bạc cho mình. Nói chung là lắp để đép thôi mà. Thường thì AD Flex nó sẽ có nhiều hơn là một carry nên là ổn đó. Cơ một khá đi nhau cá. Cô 2 được không? Cô 1 đi. À, lại yếu. Ú. Ngắt chuỗi. Găng là flex nhất rồi. Găng làm được vô cực. Làm được đồ tăng. Làm được găng động.
Sante. Hiểu nế. Quan trọng là nhiều xẻo như này thì ông ấy phải đánh cái gì tộc hệ gì đấy, chứ còn không thì ông ấy không có đồ tanh, cũng không có đồ đam luôn. Sắp chết luôn rồi. Kết liên đuối hơn EZ á, chắc là tại vì để bạn chưa để tập hệ tối ưu thôi. Tôi thấy kết liên và EZ nói chung là kết liên phải được bằng 8 hoặc 9 phần so với con EZ, không hòt hơn bao nhiêu. Đây này, trận này lắp Runan quá đúng luôn mà, Runan xong đép tốt vậy chưa. Yếu số 8 bit là Caitlyn bằng SBU. Caitlyn còn mạnh hơn SBU trong trường hợp ấn Chudam mà, vì Caitlyn đi được với Kassena. SBU thì không đi được cái gì liên quan cả. Nhà này có xuyên kháng phép đúng không? Cảm giác đánh qua dàn tanh của mình hơi lâu. Vẫn là 2 con 3 sao, mình sẽ thua, mà thua ít được. Đi xe rồng đến chim đã kết liên rồi, nhưng nhà này nghèo, nhà này là không hiểu được cốt lõi của ấy là gì ấy, không hiểu được cốt lõi của gọi là cái gì ta, của ông này không hiểu được cốt lõi của AD Flex là gì. Tại vì nếu mà các bạn lắp Sojin rồi các thứ lung tung la ta lung tung như thế, đến lúc mà bạn đép thì các bạn đép được, nhưng mà càng đánh lết càng đuối, cũng không bao giờ top 1 được luôn. Nếu mà các bạn lắp kiểu đấy sao ông thì cũng không đánh hostile luôn ấy. Ngay cái áo choàng bạc cái này cũng không có nỏ set, không lắp giao điện luôn, có giao điện không thể lắp. Câu chuyện là chúng ta run 8 hay run 9 thôi. Thường thì ở đây, thường thì bài này run 8. Nhưng mà cố lên run 9 không biết có bị gãy cánh không thôi. Run 9 thì các bạn có thêm tỷ lệ tăng ít 5 tiền. Trời yếu vãi nổi, AD fake kiểu gì. Dồn hết tiền rồi còn không bằng mình gần trăm tiền trên tanh của nó phèn quá. Xoay bài bị rối, lúc đép máu tốt thì lúc xoay thì gãy. À xoay mà gãy thì chỉ có hai cách, thứ nhất là các bạn xoay thật nhiều nó quen cái tay đi, thứ hai là các bạn phải xác định trước ở trong đầu mình dùng con gì, mua con gì giữ con gì bỏ con gì nó mới đỡ cuống, còn không thì chắc chắn là sẽ cuống rồi. Nhà Ari đâu yếu,
Quan trọng là mình giữ con Ari của nhà đấy thì 4 tiền nó không phải vấn đề, nhưng cái khó là nó sẽ làm cho mình bị rối, mất một ô lúc mà xoay mua tướng ấy. Hoặc là này yếu. Tiền à, hai vẫn còn 50 tiền. Garen, but I just don't care about that. Really? Ủa rồi sao? Kiana từ level 8, Kiana 2 level 8. Thì ác quỷ quá.
Iron nữa mà. Lucian 2, Tiana 2 nữa, hai ngưỡng nữa. Jin hai Shudam. Cảm giác mình bốc đồ này đẹp rồi mà. Gì chị? Má quả ẩn tra chí vãi rồi. Khác cái ẩn tra các bạn. Đấy, các bạn Master AD Flex kiểu, các bạn sẽ cảm giác kiểu tất cả các trận đều sẽ xảy ra rồi.